Rồi, hello chào quý cô chú và quý anh chị nha. Rồi, chào các bạn luôn. Thì video bữa nay mình chia sẻ mọi người bưởi rải phân cho những trái mít rải vụ ha. Thì những cái mít mình lấy trái rải vụ nè mọi người, nó không có đồng đều ha, cây có cây không. Thì nói chung là những cây nào xung mình mới lấy trái thôi. Còn những cây nào mà nó suy thì mình không lấy ha. Mình nuôi lại để làm trái cho tháng 3 tới, làm bông chứ. Và lấy trái để bán tháng 6, tháng 7 đó. Còn mình nói video này thì chia sẻ mọi người cách trộn phân để mình rải cho những cây lấy trái rải vụ. Hôm nay mình chia sẻ video ha. Như hai cái bông nhỏ các bạn, trái này mình bao lại, tỉa mình bao lại nè. Còn số trái lớn cho nhỏ ha. Thì trong cái vườn rải vụ thì nó có số cây trái đang lớn, trái đang nhỏ, nó lọt sọt với nhau ha, nó có đều. Như là mình lấy tập trung thì cái phân rải vụ thì mình sử dụng cái phân 20-15 ha, cộng thêm một số chất te chung dư lượng á mọi người đang nuôi nó ha. Thì chút là mình về mình trồng phân mình chia sẻ sau về cái lượng phân ha và những cái thành phần của te chung dư lượng ha. Rồi giờ mình sẽ đi thăm vườn rồi mình quay lại trồng phân mình rải ha các bạn. Mình quay sơ lược mình thăm những cái mít lần bên này mình lấy trái nha mọi người. Thì trái này mình đã tiễn xong rồi nè. Thì lần này nó buông đòn dài. Thì cây này mình lấy một trái ha. Những bông này mình tiễn bỏ nè, mình chừa lại cái giấy đực để cho thụ phấn đó mọi người. Hôm nay mình chia sẻ đó. Thì cái trái này mình lấy một trái. Lấy trái thứ hai ha. Trái đầu bỏ nè. Trái đầu cũng rất đẹp nhưng mà do nó bị sâu. Nên mình lấy trái thứ hai. Rồi qua cây này ha. Rồi, cây này thì mình đang đẩy hai trái mà chưa có tiễn nha. Hiện tại đang bao tạm cho cái trái bự trước. Thì số trái thứ hai với trái thứ ba vẫn còn đeo ha, vẫn còn đang thụ phấn. Cho nên mình để mọi người, mình bao cái trái thứ nhất nó thụ phấn rồi nè, thì mình bao lại trước để hạn chế bị côn trùng chết thúc ha. Đặc biệt là sâu với bọ xích hay là ruồi vàng. Đó. Cái nào mà nó đàng hoàng ổn định thì mình nó thụ phấn hoàn toàn các bạn. Thì mình sẽ lựa số trái nào đẹp nhất trong hai cái bông này ha, mình sẽ lấy. Mình sẽ lấy trái. Hai bông này chắc lấy một trái thôi. Cái cây này thì nó xích thì cũng đủ nuôi trái hai trái à. Mà lấy hai trái thì nuôi nó hơi kiệt cây ha. Chắc phải chọn một trái thôi các bạn ơi. Rồi, qua tiếp cây này. Cây này trái này bữa nay 8 kg rồi, mình lấy một trái ha, ăn trái này là ngưng luôn á để dưỡng cây lại các bạn. Còn cây bự này thì họ ăn rất là nhiều trái, 7-8 trái luôn này nè, mà trái này ăn các bạn, những cái dấu cuốn mình ăn trái nè, ăn cũng rất là nhiều trái ha. Vậy hiện tại hôm nay ra bông rồi nè. Thì cây này bữa hổm mình không có xịt nó nha, không có xịt thuốc làm bông, mà mình chỉ xịt vô cái thân các bạn. Thuốc làm bông á mình xịt vô thân thôi chứ mình không có xịt lên tàn ha. Tại nó đang còn trái, còn trái nhiều á, mà cây nó còn rất tốt. Dài lên mình ăn cũng rất nhiều trái các bạn, ăn cũng 7-8 trái đó. Mà hôm nay nó ra bông ra đây nè, thì nó ra nhiều thôi chứ mình lấy lại vài trái, 1-2 trái mình ăn mình còn dưỡng cây nữa ha. Mà không lấy quá nhiều trái rồi nhưng mà cây nó còn rất khỏe. Rồi cây bên đây thì mình ăn một trái ha, mình lấy một trái. Thì trái này độ của này cũng 7 kg rồi các bạn, này cũng 7 kg rồi ha. Cây này cũng vậy, mình đang lấy trái này cũng tầm 7-8 kg nữa nè. Và cái bông nhỏ này mình cũng dự định sẽ lấy một trái nữa ha, lấy thêm một trái nhỏ. Cây này thì nó còn sung ha, cây này còn rắc mướt. Cái thân nó còn rắc mướt ha, cho nên mình lấy thêm một trái phụ nối tiếp theo nữa ha. Trái mít cặp của mình luôn. Đây là cây mít này mình lấy trái một cặp luôn ha. Một cặp trái. Thì trái này nó cũng trái bự đầu tiên trong mà. Thì hiện tại nó cũng là 10 kg có hơn rồi. Trái ngoài cũng vậy luôn. Trái ngoài thì tầm 9 kg á. Tầm 9-10 kg mà cái đầu còn rất là lớn ha.
thì nó chưa có già, gai nó còn nhọn á, chứ ngoài nó còn lớn nữa nha các bạn. Gai còn rất là nhọn, nó còn lớn nữa. Thì nó ra cái trái này đặc thảo mình chừa lại để chừa lại ăn cặp các bạn. Thấy hai trái nó suông đẹp á, rồi để coi mình tỉa trái nào. Cuối cùng hai trái lớn đồng điệu nhau hết rồi. Rồi mình thấy gì mình đẩy luôn, chừa một cặp luôn. Mà cái cuốn nó rất lực nha. Bạn thấy cuốn không? Rất là lực. Cuốn và màu hai trái nào cũng đẹp hết. À, cuốn vàng chanh mà nó đều đẹp hết ha. Vậy rồi mình chét hổm nè. Chét để bảo vệ cái màu nha các bạn. Thì cái mùa nắng này á, các bạn đừng nghĩ đi ha, thấy nó ít có mưa không có thối màu chứ thật sự cũng có nha các bạn. Nhưng mà cái tháng lạnh thì nó đỡ hơn nha. Vào cái tháng mùa lạnh này thì cái vụ thối màu nó hơn là cái tháng mùa nắng ha. Nắng với mưa nhiều. Nắng mà đưa nhiệt độ nắng gắt các bạn. Nhất là vào tầm cái tháng 4 á. Tháng 5, tháng 4 á, hoặc tháng 3 á. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 hay 3 cái tháng đó là nắng nó gắt mà nhiệt độ ẩm lên cao nó dễ bị thối mấy cái màu này dữ lắm nè. Đặc biệt là cái tháng nắng á, tháng 3, tháng 4, tháng 5 nha. Còn vào tháng lạnh thì đỡ một chút. Nhưng mình vẫn bảo vệ nó nha các bạn. Chét vô bảo vệ nó. Vách này nằm ngoài cái hướng nắng. Cái này bữa mình lấy cái chút mình lấy cái đọt dừa các bạn che nắng cho nó luôn. Đẩy vách nắng ngoài luôn ha. Thì mình lấy cây mình chọi nó tiếp nó nè. Nó đeo hai trái nặng á. Chọi phía một bên cho nó. Thì trong vườn lâu lâu có con cây mới được lấy được cặp những các bạn, chứ không phải cây nào cũng lấy được hết đâu. Mình dòm theo cái đòn trái và dòm theo cái cây ha. Nó đủ lực mình mới lấy được cặp trái nó mới lớn vậy. Chứ đa số là lấy mà cây không đủ lực là lấy nó bị giật bớt bên ha, hai trái nó không lớn. Nè, những cái vậy tàu dừa nữa bạn. Tàu lá dừa nè. Lấy mình che nắng cho nó luôn. Giảm được cái hiện tượng bị vàng ra bên ha. Tránh hiện tượng nó bị vàng vàng bên, bị nắng táp á. Nói chung thì vườn thì mình trồng sen dừa nên lá dừa thì có điều kiện ha, cho em rất dễ. Còn đối với những vườn các bạn không có thì bạn lấy cái bao các bạn. Đây là một cây mình cũng lấy trái một cặp nữa các bạn. Thì cây này cũng bự, mình lấy 4 trái ha. 4 trái. Thì phía trên 2 trái ha. Hai trái này là hai trái một cặp một cuốn luôn ha, một cuốn mà hai trái. Mà cặp này không đẹp bằng trái đắng các bạn. Thì trái này từ trọng lượng hôm nay cũng 8 kg rồi đó. Cũng chưa già ha, cũng còn đang lớn. Có trái ngoài thì cái da nó không được đẹp ha, da nó được tối. Còn cái trái thứ hai thì da đẹp này, da xanh luôn. Đây thì trái này mình đang tiễn ha. Để chọn cái cây tơ nè. Nó đang thụ phấn ha. Trái này cũng gần xong rồi. Thì trong hai trái mình chọn là một trái nha các bạn. Hai cái bông. Mình sẽ chọn lên lấy một trái. Thì cái đợt giải phân này thì mình chia sẻ với bạn là mình sẽ giải 20-15 ha, với cộng thêm chung dư lượng TE cho nó. Do cái vườn mình nó đặc tính là cái trái bự và trái nhỏ các bạn. Thì trái này nó mới tầm khoảng nửa ký à. Còn đây thì nằm chẳng 5-6 kg rồi. Cho nên là mình sẽ đi phân 20-15 thích hợp hơn ha. Nó chuẩn hơn là rải 30-10-10. 30-10-10 vẫn rải được nha các bạn. Nhưng mà tại vì cái vườn của mình nó đi rải vụ rồi, trái nó cỡ khác nhau, bự nhỏ có, đang gần bán cũng có luôn. Cho nên mình sẽ đi 20-15 thích hợp hơn. Nhưng mà nó vừa nuôi trái bự rồi vừa nuôi trái nhỏ ha. Còn 30-10 chủ yếu để nuôi trái nhỏ không các bạn. Đối với mà cái vườn của mình mới lấy trái đồng loạt các bạn, trái mà đều cỡ trái nhỏ gì gì hết á, thì mình sẽ đánh rặt bằng 30-10-10 ha, để cho nó thúc cái gai nở và muối nở ha, thì nó hay hơn là 20-15. Nhưng mà do vườn của mình nó lấy trái rải vụ thì có trái bự trái nhỏ, cho nên mình phải dùng 20-15 nó thích hợp hơn. Nhưng mà trái đang bự rồi, trái mà 7-8 kg gần bán là 10 kg á, mình đánh 30-10-10 vô, lỡ nó dư thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nước trái ha. Thì mình dùng 20-15. Cũng như cái cây này các bạn.
Cái trang này khoảng 2 tầng nữa cắt được ha. Thì nó đang cặn cái độ màu với muối lên. Rồi trên đây thì nó nuôi đang một cặp trái nhỏ nữa ha, hai trái nhỏ nữa nè. Hai cặp bông. Cho nên bắt buộc mình phải xài 20-15 để vừa nuôi màu trái luôn, nuôi trái lớn và nuôi trái nhỏ luôn ha. Rồi thì đến phần rải phân nha các bạn. Thì sau khi thi thăm nãy giờ các bạn, thì có cây có trái lớn trái nhỏ ha, rồi số bông. Thì mình đợt mình chia ra hai đợt rải ha. Thì đợt này mình chia sẻ với bạn là chủ yếu ăn này để rải lấy trái lớn và trái nhỏ ha, tập trung lấy trái lớn và trái nhỏ với số đang ra bông, là những cây nó còn mang trái ha, chứ đang ra bông nuôi trái và chuẩn bị lấy trái. Thì mình đã đi phần này ha. Còn đối với những cây mà nó không mang trái bạn, nó còn hơi nhỏ, cây còn nhỏ nó mình chưa đủ lấy trái đó, thì mình sẽ dùng phần 30-10-10 ha, mình rải cho nó để nuôi cái thân cho nó lớn là mình lấy trái sau các bạn. Còn cái video này chia sẻ bạn là rải phân này để cho những cây đang mang trái ha và đang ra bông. Rồi thì phân này cũng không có lạ ha, cũng là 20-15 NPK của Tân Thành ha. Thì cái bao phân này nó tầm 5.8 một bao các bạn, 50 kg. Thì nói chung là mít giờ nó không có giá và nó rẻ, cho nên đi phân cũng trung bình, nhưng mà nó cũng chất lượng ha, cũng xài được chất lượng cho nó giảm chi phí của mình ha. Chứ mình không có đầu tư phân cao cấp các bạn ơi, mặc dù biết phân cao cấp một màu á thì giải rất là im ha, nhưng mà do điều kiện bên đây nó, thứ nhất là ở đây không có bán loại phân một màu nhiều, dùng ở dùng đất của mình đây là dùng đất chiên lúa mà, cho nên kiếm cái phân một màu rất là khó, rất là xa ha. Đi xa mà vận chuyển chi phí tiền xe nó rất là nặng, nó đổ vốn lên, nên mình xài phân ở đây là phân này thường. Một là mình xài này, hai là mình xài phân đầu châu các bạn. Đầu châu thì khoảng 600 ngoài, thì hai này nào cũng đều được hết ha. Rồi mình sẽ chọn thêm lần này nữa bạn. Thì này là phân silic canxi ha, silic canxi bổ sung thêm chung dư lượng cho nó ha bạn, gồm có canxi nè 8%, kẽm 2000 ppm ha, và bo. Ở trong khi này cũng có TE nữa ha, mà TE thì chắc nó không có nhiều nên bổ sung thêm các bạn. Thì với giai đoạn này mình nuôi vừa nuôi trái ha, vừa bổ sung canxi cho nó để hạn chế ngừa nứt trái nè, sữa đen nữa bạn, đừng cho nó lên màu trái cũng đẹp nữa ha. Nhất là kẽm bạn, kẽm thì tạo cho cái độ da mít mình xanh ha. Thì mình vừa bổ sung ở trên rồi trên trái, rồi bổ sung dưới đất luôn bạn, dưới gốc luôn, thì mình kết hợp nhiều biện pháp vậy đó thì cây trái mình nó mới đẹp, chứ không phải mà một biện pháp mà nó giúp cho trái mình đẹp đâu ha. Làm thì mình phải kết hợp nhiều biện pháp. Rồi mình sẽ phân cử cái này luôn các bạn. Thì mình sẽ rải từ bao ha, mình không có chọn hết cái một, mình sẽ chọn một bao trước mình rải, tại vì mình không có rải hết đều hết vườn á, cho nên mình rải tới đâu thì mình chọn tới đó. À, một bao 20-15 này 50 kg các bạn, thì mình sẽ chọn cho 2 kg silic canxi ha, là 4 kg, hai bao thì 4 kg ha. Thì mình chọn 2 kg này cho một bao, tại trong thành phần bao nó có TE trong đó rồi, thì mình chỉ chọn thêm sơ nhẹ thêm cho nó là đủ liều ha các bạn, chứ không có cần nhiều. Rồi thì mình sẽ xé ăn canxi silic này vô trộn các bạn. Nói chung thì gói này nó cũng có 25.000 gói à, 1 kg ha, cũng có mắc thành phần TE. Cộng đều lên các bạn ơi. Rồi thì sau khi mình đã chọn tăng lại các bạn, thì ra không hợp gì ha, mình rải cho từng cây mít ha. Thì đối với cái rải phân này mình chia sẻ thêm với các bạn là mình rải không có cứng nhắc các bạn, thì tùy theo cây mình rải ít nhiều ha, cây trái nhiều thì mình rải nhiều một chút, trái ít thì mình rải ít lại ha, chứ đừng cứng nhắc rải một cái một.
Tại vì cái mít này nó cũng ăn phân hơi kén các bạn. Phải kén mà lo dư nó không chịu á. Kén là cái tình hình là mình giải dư á, dư phân quá rồi nó mình lấy ra không được. Thì cây mình ăn nó sẽ bị ngập ha. Một là ngập bộ rễ, hai là nó tạo ảnh hưởng đến là xì mũ cây. Thì những cái video mình thường chia sẻ với mọi người ha. Cho nên mình rải nó cân đối cho nó. Thì cây nhiều giải nhiều, ít giải ít. Thì mình rải tầm khoảng 400 g đảo lại ha, 300-400 g đảo lại. Thì đối với cây cây lớn tuổi lớn năm bạn. Như đeo trái nhiều thì mình tăng lên 400 g ha. Còn cây mà trái nhỏ tầm như cái này thì mình giảm 300 g trở lại ha. Thì mình nuôi cho nó từ từ các bạn ơi, chứ đừng gấp. Thiếu thì mình cho ăn thêm ha. Ví dụ mình 300 g mình rải thì khoảng 20 ngày sau mình thăm lại thấy nó thiếu thì bổ sung thêm. Còn thấy nó đủ thôi để 1 tháng các bạn. Chứ đừng gấp mà rải cho nó nhiều. Nó nuôi dư phân được thì nó hại cây mình ha. Dư phân quá thì hại cây mình. Còn thiếu thì mình có thể cho ăn thêm được. Thì nó cũng na ná cái lúa hồi xưa bạn, giải lúa mình giải dư quá thì nó bị ung thư. Bị gãy cổ bông ha, sụp mặt luôn. Cho nên là giải dư không được. Thì cái gì giải từ từ rồi cho ăn thêm các bạn. Rồi, thì mình chia sẻ bạn như cây này mình sẽ giải 300 g nha. Tại cây này nó cây vòng tơ. Mà đeo cũng đeo 3 trái nè. Thì có số trái bự nè. Cái bự bên đây là 5 kg nè. Đó, còn đây số trái nhỏ ha. Trái này mình cũng đang tiễn. Rồi trái dưới này mình tiễn rồi. Mình rải cho năng ha. Thì lúc này thì mít mình nó rải nó bung ra xa ha. Cho nên mình rải phân mình bung bung xa rải nó ra. Thì một nắm mình hốt khoảng tương đương 100 g các bạn. Hốt nắm khoảng tương đương 100 g ha. Rồi mình rải hơi ba hướng ha, bung ra. Bung ra đều hướng ha. Cho cái mít mình ăn. Thì khi mình rải xong các bạn, rồi mình tưới nước ngay cho nó luôn ha, mình cho phân nó tan ra cho cái mít mình ăn. Thì mít hiện tại thì trái lớn trái nhỏ nó xen nhau. À, phía này thì cũng đang nuôi cái trái này. Trên thì cũng đang cái bông trái đang thụ phấn ha. Mình vẫn tiếp tục rải nó các bạn. Thì rải các bạn nhớ trái mỗi gần gốc thì né trái ra ha, đừng cho phân nó rớt lên cái cuốn trái. Như cái này nuôi hai bông nhỏ con trái bự ha. Trái bự này cũng 7-8 kg rồi các bạn mà còn non ha, gai còn nhọn. Rồi thì video mình chia sẻ cách rải phân nuôi trái nhỏ, cây trái nhỏ và cây có trái bự các bạn. Thì đến đây kết thúc ha. Mùa trái rải vụ. Rồi, chào tạm biệt mọi người ha. Hẹn lại những video sau. Thì mình sẽ cập nhật những video tiếp theo cho mọi người cùng xem. Rồi, chào tạm biệt ha.